Dạ alo, từ Trần Trường Hân nghe. Bạn hỏi là có một bạn hỏi là tại sao trong vòng 10 năm trở lại đây á, thì theo cái video của Tự Doanh Chứng Khoán chia sẻ thì là lạm phát không tăng, lạm phát không tăng. Trong khi đó thì với Mỹ á, thì sau 3 cái năm mà kích thích kinh tế, 3 năm kích thích kinh tế nhiều, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà ba cái gói QE1, QE2, QE3. QE1, QE3 kích thích nhiều như vậy, nợ vay của Mỹ và các ngân hàng trung ương thì lớn như vậy mà tại sao lạm phát không tăng? Việt Nam thì cũng vậy, lạm phát trong giai đoạn vừa qua thì gần như là không tăng. Gần như không tăng, mà trong khi đó thì chính sách của chúng ta là gần như là cái chính sách giai đoạn 2016-2017 thì nới lỏng tiền tệ, nới lỏng bằng việc là thì trả lời bạn như này này. Alo, bạn nghe chưa ạ? Rồi rồi. Thì thưa với bạn là với cái gói QE1, QE2, QE3 của Mỹ thì đưa vào nền kinh tế Mỹ một cái lượng tiền rất là lớn. Cộng với việc là các ngân hàng trung ương của các nước trên thế giới cũng bơm vào thị trường rất là nhiều tiền. Bằng chứng là cái tỷ lệ nợ vay của các ngân hàng trung ương trên thế giới đều rất là cao, cao gấp đôi, thậm chí là hơn gấp đôi so với giai đoạn trước khủng hoảng năm 2008. Và trong vòng gọi là khoảng 10 năm trở lại đây thì thấy rằng là cái lượng tiền này rất nhiều đưa vào nền kinh tế mà tại sao lại không có lạm phát? Không có lạm phát, đúng đúng, có phải ý bạn như vậy không ạ? Rồi. Vấn đề nó nằm ở chỗ thế này này. Nếu như mà nền kinh tế, bạn nghe rõ chưa ạ? Rồi, nếu như mà nền kinh tế mà nếu nó mà có một cái lượng tiền lớn như vậy thì để cho nó có cái câu chuyện lạm phát, tức là cái giá cả hàng hóa nó tăng á, thì thực tế cái lượng tiền đó phải chảy vào nền kinh tế, phải chảy vào các doanh nghiệp, phải chảy vào 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 hoạt động kinh doanh và phục vụ cái nhu cầu gọi là của xã hội. Và cái lượng tiền tiền đó nó phải chảy trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào dòng tiền trong kinh doanh và vào doanh số của các cái doanh nghiệp sản xuất hoặc là những cái doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nhưng mà có một điều mà cần phải lưu tâm là bạn phải lưu tâm thế này này. Trong cái nói thế nào nhỉ? Trong cái đoạn vừa qua thì cái thứ mà thực sự người ta hướng tới đó là tăng trưởng GDP. Tức là họ bơm tiền, họ hỗ trợ kinh tế khi mà có suy yếu năm 2007, năm 2008. Họ muốn hỗ trợ để mà thúc đẩy cái cung tiền ra thị trường, thúc đẩy cái nền kinh tế, cái thời kỳ mà tiền rẻ để cho hoạt động kinh doanh phát triển và thúc đẩy tăng trưởng GDP của các quốc gia nói riêng và của tăng trưởng GDP toàn cầu nói chung. Nhưng mà 10 năm trở lại đây, 10 năm trở lại đây thì lại không có chuyện đó. Tức là cái tăng trưởng GDP thì nó có tăng nhưng nó không tăng theo như cái kỳ vọng. Bạn hiểu không ạ? Tức là nó không tăng, nó không không thực sự là tăng giống như đạt được những cái kỳ vọng của các ngân hàng trung ương các nước trên thế giới, mà nó chỉ tăng nhẹ thôi, tăng nhẹ không. Trong trong khi đó thì có một số nước không những là không tăng trưởng mà còn là giảm tăng trưởng, tức là không cái đà tăng trưởng kinh tế không những là tiếp tục tăng mà còn giảm, ví dụ như là Trung Quốc, ví dụ như là một số nước đang phát triển. Thì rõ ràng vậy thì nếu tiền bơm vào thị trường, tiền bơm vào nền kinh tế mà không chảy vào nền kinh tế thực để tác động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như là đem lại cái hệ số đầu tư ICO, chỉ hệ số đầu tư cao, thì nó đi đâu? Thì không khó để nhận ra rằng là nó đi thẳng vào thị trường chứng khoán. Và có những lúc là tiền nó dư thừa tới mức là nó chảy sang cả thị trường gọi là tiền tiền số Bitcoin, rồi các loại tiền Syrup ấy. Tức là dòng tiền nó chảy vào thị trường, nó được làm một cái kỷ nguyên gọi là kỷ nguyên nới lỏng, kỷ nguyên tiền rẻ mà tiền không vào được kinh tế. Lý do tại sao lại không vào được kinh tế là bởi vì trên thực tế thì nó có cái câu chuyện là nền kinh tế thực sự chưa cần đến nhiều tiền như thế và không đủ cái nhu cầu để hấp thụ hết cái lượng tiền giá rẻ đó. Bởi vì tại sao lại không hấp thụ hết là bởi vì cái nhu cầu của hàng hóa,
nó sau cái giai đoạn suy thoái kinh tế giai đoạn 2008 thì nó chưa bắt kịp, tức là chưa kịp. Và thực sự là cái nguồn cung hàng hóa, các cái nhà máy, các cái công xưởng sản xuất trên thế giới nhờ vào cái các việc mà gọi là tự động hóa, rồi robot, rồi công nghệ 4.0 AI, rồi các loại những cái hỗ trợ khác của máy móc và thiết bị, thì các cái công xưởng sản xuất trên toàn cầu cũng như các nhà máy có khả năng làm ra cái công suất nhiều hơn rất nhiều so với thực tế nhu cầu cần. Và thực tế là cái nhu cầu của xã hội, của dân chúng thì chưa đủ để đáp ứng. Thì cái nhu cầu này nó dẫn đến cái câu chuyện đó là tiền có bơm ra thì các doanh nghiệp không có nhu cầu vay, bởi vì không có nhu cầu gọi là thúc đẩy phát triển và mở rộng phát triển. Do đó thì tiền chạy linh tinh, và điều đó nó sẽ đồng nghĩa với việc gì? GDP không tăng thì lạm phát sẽ không tăng, mặc dù dòng tiền tăng. Thế là ở đây nó có một cái nghịch lý, là trong cái nghịch lý kinh tế, anh chị bạn các bạn 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 phải lưu ý dùm đó, là lưu ý một điều là cái việc mà tiền kích thích cho vay nhưng họ không muốn vay, thì trong cái nghịch kinh tế thông thường thì là cứ có tiền, cung tiền mà lớn thì sẽ tăng trưởng GDP, tăng trưởng GDP sẽ đồng nghĩa với việc lạm phát tăng. Nhưng trong cái năm trong những năm gần đây chúng ta thấy một cái điều nghịch lý rất là lớn, đó là tiền rẻ được đưa vào thị trường rất nhiều, đúng không ạ? Không chỉ ở thế giới đâu, Việt Nam cũng vậy thôi à. Nhưng mà tôi sẽ gọi là tạm thời sẽ không bật mí cái câu chuyện là tiền rẻ ở Việt Nam gọi là kích thích kinh tế trong giai đoạn vừa qua như nào, thì anh chị và các bạn tự tìm hiểu trong cái việc mà gọi là hỗ trợ tái cấu trúc ngân hàng á, VAMC á, thì anh chị sẽ hiểu hơn là cái tiền rẻ được bơm vào thị trường rất nhiều. Việt Nam với thế giới thì cũng giống nhau thôi. Nhưng ba cái chỉ số kinh tế này thì nó lại không đi tương đồng với nhau. Tiền vào thì nhiều, đúng không? Tiền vào thì rất là nhiều. Nhưng mà lạm phát không tăng và GDP không tăng. Trong thông thường chúng ta thường hay thấy là nếu mà tiền rẻ thì đương nhiên là sẽ kích thích kinh tế, tức chứ tăng trưởng kinh tế. Thì kích thích tăng trưởng kinh tế thì đồng nghĩa với việc là GDP tăng, GDP tăng thì lạm phát sẽ tăng, tăng kèm, đúng không? Đây không phải như thế. Vậy rõ ràng tiền không chảy vào nền kinh tế, không chảy vào nền kinh tế thì nó chảy đi đâu? Vậy thì nó chảy vào khoảng những cái túi Doraemon. Ví dụ như Việt Nam mình thì có hai cái túi Doraemon, đó là túi thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Thì tiền mấy thì hai cái túi này nó cũng hấp thụ được. Anh chị có đổ vào đó 100.000 tỷ, triệu tỷ, mấy chục triệu tỷ thì hai cái túi này nó vẫn hoàn toàn hấp thụ được. Nó hấp thụ rất là tốt. Và nó tăng giá thôi chứ có gì đâu. Ví dụ tăng giá nhưng người ta không có, người ta cứ cầm giữ và néo thị trường lại thì đương nhiên là nó vào đây bao nhiêu cũng được hết. Đất thì bảo là định giá thế nào gọi là đúng thì thực sự là không có cái khái niệm nào để định giá đúng về đất hết. Đất tăng mấy cũng được, 10 triệu cũng được, 20 triệu cũng được, 50 triệu cũng được. Nói chung là đây là cái túi Doraemon vô hạn. Còn thị trường chứng khoán thì cũng vậy thôi. Anh chị có thể trong những giai đoạn đánh giá là P trên E bằng 5 là rẻ, bằng 10 là rẻ, bằng 20 đôi khi nó cũng vẫn rẻ, 25 vẫn rẻ. Và vì như vậy thì cái vốn hóa nó hấp thụ vào cái hai cái túi Doraemon, hai cái thị trường này rất lớn trong giai đoạn vừa qua. Thì như vậy thì anh chị sẽ thấy rằng là trong cái phân tích, vậy thì bạn phải nhớ là như này, trong cái phân tích người ta sẽ bảo là kinh tế vẫn thực sự rất ổn. Nó có tăng trưởng quái đâu mà bảo là gọi là tăng trưởng nóng hay là gọi là bong bóng hoặc là lạm phát hoặc là này kia giống như năm trước. Nó không tăng trưởng nhiều, do đó nó sẽ không bị tác động nhiều, khi nó sẽ gọi là âm ỉ thôi, tiền rẻ nó rút đi thì nó sẽ ảnh hưởng một chút, thực tế là nó chẳng ảnh hưởng là nửa là đằng khác. Đấy, anh chị phải hiểu, các bạn phải hiểu như vậy nè, nó không hề ảnh hưởng luôn, nó không hề ảnh hưởng luôn, bởi vì là cái tiền này nó chảy qua ngân hàng, nó chảy bố vào trong hai cái túi Doraemon là bất động sản và chứng khoán với lại tiền ảo. Rồi tiền thế giới thì nó là có ba kênh này thôi, với lại vàng. Vàng thì những nước nào mua vàng nhiều, vàng thì đút vào đó bao nhiêu mà chạy mà không được, Trung Quốc với lại Nga nó đút vào đó, đúng không? Và anh chị từ đó mới thấy được rằng là năm 2018, 19, thậm chí là 19, 20 thì cái việc mà suy giảm của nền kinh tế ở đây nó gọi là suy thoái chậm, tức là sao? Tức là không phải là do cái toàn dụng của tốc độ tăng trưởng GDP quá mạnh mà dẫn đến câu chuyện là suy giảm kinh tế. Đấy, anh chị phải hiểu là nếu những năm về trước như công nghệ khủng hoảng công nghệ dot-com này, hay là khủng hoảng nhà đất Mỹ này, thì đó là do cái tốc độ phát triển tăng trưởng của hai cái lĩnh vực, đó là lĩnh vực bất động sản của Mỹ và lĩnh vực gì ạ? Lĩnh vực công nghệ của cái giai đoạn mà cứ cái gì mà có chấm com chấm chấm com là tạo ra bong bóng. Còn cái giai đoạn mà 2008 thì cứ cái gì liên quan đến đất là bong bóng.
từ các cái chứng chỉ phát hành trên cái nền tảng là các cái chứng chỉ đất hoặc là giấy tờ cầm cố đất là tạo thành bong bóng, và nó còn tạo ra rất nhiều các cái loại giấy tờ có giá mà có tính rủi ro cao của các ngân hàng đem bán cũng liên quan đến đất, nó đóng gói các cái sản phẩm gọi là CDO CDS đấy, ngày xưa đấy tôi nhớ là như vậy, thì nó mới gọi là cái vấn đề toàn dụng quá mức tạo nên một quả bong bóng và nổ. Còn bây giờ thì nó không vậy, đấy, nó lại khác biệt. Nó đến từ câu chuyện là khủng hoảng ở kia là khủng hoảng về nguồn cầu, nhu cầu quá mạnh dẫn đến là bong bóng và khủng hoảng. Còn bây giờ á, thì anh chị nếu mà anh chị nào tính đòn thì phát hiện ra được cái câu chuyện đó là GDP toàn cầu có tăng trưởng đâu, thực sự không tăng trưởng nhiều lắm trong vòng 10 năm trở lại đây. Và GDP của Mỹ cũng như là GDP của các nước mà gọi là phát triển trên thế giới thì gần như là không tăng trưởng. Tức là nó đến một cái giai đoạn toàn rụng, tức là không tăng trưởng được, dù tiền bơm ra, tiền rẻ bơm ra, tức là Fed nó nhận ra một điều, và cái này Fed nó không nói thôi, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed và các ngân hàng trung ương trên thế giới họ không nói, chứ không phải là họ không biết, tức là họ bơm tiền vào, họ đem tiền giống như kiểu gia đình nhà anh chị chả biết làm cái méo gì, ngân hàng nó cho vay tiền đúng không, nhưng mà không biết làm gì hết, thì giờ đâu có biết sản xuất cái gì nữa đâu, bởi vì mở rộng sản xuất thì không bán được hàng, nhu cầu thực tế không có. Đấy, dẫn đến câu chuyện là ở đây không phải là khủng hoảng kinh tế theo cái hướng đó, mà nó sẽ là dấu hiệu của câu chuyện mất nguồn cầu cục bộ do dư thừa hàng hóa, và nó gọi là khủng hoảng thừa. Đấy, đó là vấn đề chúng ta phải lập luận là như thế, và phải thấy được rằng là nó đang hiển thị như thế rất rõ nét luôn, đúng không? Rồi, ok, bạn vẫn nghe chứ? Rồi, ok, rồi. Rồi, đó là điều mà mấu chốt ở nền kinh tế Việt Nam cũng vậy thôi. Anh chị sẽ bảo là ui rồi những năm vừa qua thì biết bao nhiêu tiền của chính phủ đổ vào thị trường qua rất nhiều kênh, vậy tại sao lạm phát vẫn dưới 4%? Bởi vì nó có vào nền kinh tế đâu, nó không vào nền kinh tế, thưa anh chị và các bạn, nó không vào nền kinh tế, nó vào chứng khoán với bất động sản. Chứng khoán thì tăng gấp 2 lần mà bất động sản thì tăng gấp 3 lần trong vòng có 3 năm trở lại đây, mà nếu mà tính 10 năm á, thì chứng khoán tăng bao nhiêu lần anh chị biết không? 235 mà lên 1.200, tính chứng khoán tăng 6 lần. Và bất động sản nếu kể từ năm 2008-09 đến bây giờ thì bất động sản tăng khoảng khoảng đâu đó anh chị. Anh chị cứ thử lấy cái viên đất của nhà anh chị cách đây 10 năm xem đến bây giờ thì nó tăng bao nhiêu lần. Đó, đó là điều rất là mấu chốt và rất là quan trọng mà anh chị phải lưu tâm và các bạn phải lưu tâm là như thế. Thì tiện thể là chia sẻ cho bạn, thì tôi có quay lại video để chia sẻ cho cộng đồng luôn. Ok, bạn nghe rõ chứ? Rồi. Đây đây, thì một vài phút như vậy thì hy vọng rằng là cái câu trả lời của chúng tôi thì... bạn hiểu. Hiểu không? Ok, bạn đọc lại thêm cái phần là ba cái công cụ điều hành chính sách liên quan đến tăng trưởng tín dụng, lạm phát và GDP. Ba cái này nó mối liên hệ mật thiết với nhau lắm. Không có cái cách nào mà người ta điều hành chính sách mà ba cái yếu tố này cùng lúc đều tốt. Nhưng bất thường ở giai đoạn này nó lại là ba thứ đều tốt. Tăng trưởng tín dụng cung tiền ra thị trường rất lớn. Ok. Tốt. Và lạm phát thì rất thấp. Nhưng sao bạn thấy bây giờ GDP nó không tăng trưởng. Có ba thứ thì có hai thứ sẽ tốt, thì một thứ sẽ không ok. Hoặc là nếu như là GDP tăng trưởng, lạm phát tăng trưởng cung tiền tốt thì đương nhiên lạm phát nó sẽ cao. Người ta không thể kiềm chế lạm phát được khi mà cung tiền ra nhiều, GDP tăng trưởng cao thì lạm phát sẽ cao. Ở đây thì ta cung tiền nhiều nhưng mà GDP không tăng, lạm phát không tăng. Ok. Rồi. Rồi, xin chào bạn.